chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ca sĩ giấu mặt. Kính thưa quý vị, là chương trình này là một chương trình dễ thương. Các em tới đây để cùng thần tượng mình hát giao lưu, sau đó tìm ra một em giỏi nhất, hát giống nhất để có cơ hội đi vào vòng trong. Và đây là một môi trường tốt về âm nhạc. Nhạc ở trong chương trình rất nhiều thể loại, nhạc trẻ có, nhạc trữ tình có, dân ca có. Rồi mỗi thể loại nhạc thì lại có những ca sĩ nổi tiếng. Và ngày hôm nay cũng sẽ một ca sĩ nữa xuất hiện. Và anh ấy cũng là một ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc trữ tình. Đẹp trai lắm. Dĩ nhiên là không bằng Trường Giang rồi, nhưng mà mình đừng có so sánh vậy, nó kỳ. Nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm, hát hay, phong độ hơn tôi nhiều. Cái đặc biệt anh ấy hơn tôi nữa là cao hơn tôi. Các quý vị đã đến đây đông đủ, các nghệ sĩ khách mời đã đến đông đủ, quý vị đã ngồi trước màn hình chờ đợi. Bây giờ ca sĩ chính sẽ xuất hiện. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho nam ca sĩ Mạnh Đình. Có giọng hát mùi mẫn, da diết với dòng nhạc trữ tình quê hương, ca sĩ Mạnh Đình là cái tên cuối cùng xuất hiện trong chương trình Ca sĩ giấu mặt. Trong một cái chương trình như thế này, tìm ra được một thế hệ có những đàn em có thể tiếp nối cái bước đi trên con đường nghệ thuật thì thật sự ra cái đó cũng là một cái tuyệt vời. Một đêm nhạc dành riêng cho khán giả yêu mến những âm thanh ngọt ngào của dòng nhạc trữ tình quê hương. Với bề dày quá trình tham gia nghệ thuật, vì xuất hiện tại chương trình sẽ gợi nhớ lại những chặng ký ức thú vị không chỉ cho Mạnh Đình mà còn dành cho những khán giả yêu mến giọng hát của anh. Được coi trước những chương trình thì Mạnh Đình nói đây là một chương trình rất là hay. Thì Mạnh Đình mong rằng là chương trình hôm nay nó cũng sôi nổi không kém với lại những chương trình trước đây, để cho cái sự thu hút của khán giả càng ngày càng nhiều với chương trình Ca sĩ giấu mặt này. Cũng hơi hồi hộp. Mong xem coi coi em nào là em tiếp nối cái bước đi của anh. Lần đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã nhận lời tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay Mạnh Đình rất là vui. Mạnh Đình cũng đã tham gia trước đây với một chương trình của truyền hình Vĩnh Long. Nay lại được mời tham dự một cái chương trình mà Mạnh Đình cũng đã được xem trước cái chương trình này rồi. Cái chương trình này rất là hay, mình cứ ngồi mình gãi đầu gãi tai mà nói ừ, vậy là chắc là mình cũng sắp sửa tham gia chương trình này rồi. Tại vì chương trình này không những là nó có mang một cái tính chất nghệ thuật mà nó lại còn có những cái gọi là giống như là đố nhau. Đấy, thì các em mà ngồi ở dưới rồi vo đầu bóp chán rồi nói dạ sai, đoán sai, đoán có bò, người đoán... Xíu nữa anh. Rồi người này đoán thế này, rồi người kia đoán thế kia. Dạ, đúng rồi. Xong rồi đến lúc cuối cùng thấy là đoán sai thì bắt đầu lại là vỗ đầu vỗ tay của mình. Thế cho nên là anh thấy là cái chương trình này rất là vui. Mà mình lại hôm nay mình lại được đứng ngay trên cái sân khấu để được làm và thực hiện một cái chương trình mà mình đã từng thích và ái mộ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đã tham gia chương trình với chúng tôi có rất nhiều quý vị khán giả và đặc biệt trong đó có những vị giám khảo khách mời. Xin giới thiệu ca sĩ Quốc Đại. Ca sĩ Vân Quang Long. Nữ ca sĩ Hoàng Châu. Ca sĩ Ngọc Liên. Nữ ca sĩ Hà My. Và nam ca sĩ Quang Toàn. Đây là những người đồng nghiệp, những người em thân thiết của anh. Mình quý nhau thì mình tham gia chương trình với nhau. Nhưng cũng có thể sau chương trình này anh sẽ không còn quý họ nữa, bởi vì họ tìm không ra giọng hát của anh. Tức là em hỏi thật anh là bao nhiêu năm anh hát hải ngoại rồi, anh đi hát rất nhiều nơi trên thế giới rồi, có ai mà anh thấy hát giống anh khoảng chừng 70% chưa? Anh tìm hoài không ra. Chỉ có về Việt Nam thì bây giờ mới có cái chương trình này, bởi vì anh mới thích là rất lạ. Bữa nay có một đứa em anh đang đứng ở ô số 6, nam ca sĩ Mạnh Đinh. Hy vọng vậy. Thì cũng có vài cái thông tin ở trên cái trang, nó đăng là Mạnh Đinh là một nam ca sĩ tiền rất là nhiều, nhà to, nhà sạch, đẹp, xe hơi 2-3 chiếc, bồ thì chưa có, tiền trong tài khoản thì cứ để đó,
đi hát mỗi tuần thì lấy đó xài. Không, em nói thì chị em thấy không được. Không chính xác tí nào hết. Tức là không biết có thật hay không, nhưng mà đã có một thông tin. Ngày xưa mà đi châu Âu á, là mỗi lần qua hải quan mà cái chỗ cổng mà check security của Mỹ á, là toàn bị bắt lại. Anh Mạnh Đình vừa bước vô là đèn chớp. Kêu vô phòng riêng thì lòi ra là tiền quấn quanh đây, hết. Nói quá trời. Tiền thì không, bây giờ nó kêu. Đang lắm nó kêu. Đó, em cũng thấy rồi. Đây, cảm ơn anh rất là nhiều. Em nói nãy giờ em nói chơi thôi nha. Chứ em biết thiệt có mà. Tất cả đã sẵn sàng hết rồi. Ở vòng chơi đầu tiên, 5 thí sinh đứng trong 5 ô cửa. Và còn một ô cửa trống sẽ dành cho anh Mạnh Đình. Và khi âm nhạc cất lên ở ô nào thì ca sĩ bắt đầu hát. Và nhiệm vụ của quý vị khán giả và những vị khách mời là nhớ cái ô đó. Và ở vòng này bầu chọn cho giọng ca hát không giống nam ca sĩ Mạnh Đình. Và bây giờ tiết lộ một thông tin nữa. Hiện tại anh Mạnh Đình là người độc thân, vui tính. Hiện nay vẫn còn một số. Đó cũng là một cái lợi thế bởi thí sinh trong đây thuộc lâu của anh rồi. Thì cái bài này anh hát năm nào anh? Lần đầu tiên hát bài này á? Khoảng năm 94. Chỉ đi đứng ngoài một năm là qua năm sau. Năm sau. Ra album là chỉ có 2 năm. 2 năm thôi. Là nổi tiếng. Uh-huh. Đâu có lăn lộn gì đâu. Trước đây thì ở Việt Nam thì anh đã lăn lộn từ năm 83 rồi. Tức là ở Việt Nam là anh đã đi hát rồi. Uh-huh. Nhưng mà lúc đó ở Việt Nam anh có ra bài nào chưa? Anh có ra CD chưa? Không. Lúc của hồi Việt Nam thì anh chỉ hát ở trong những cái... anh đi tỉnh nhiều. Anh cứ hát trong những cái đoàn của ca múa nhạc. Chẳng hạn hồi xưa anh cũng hát trong... đoàn Hương miền Nam hay là Kim Cương, đại khái những cái đoàn anh đã từng hát. Nữ ca sĩ Ngọc Liên đã từng đi biểu diễn chung show với anh rồi. Thấy cái tính cách của anh sao? Nói thật lòng, không cần trên sóng truyền hình mình nói cho anh vui. Anh Mạnh Đình là một người anh trong nghề rất là dễ thương và hiền lắm. Đi đâu cứ cười như vậy thôi. Vậy thôi á. Dạ. Và sẵn sàng giúp đỡ đàn em khi cần. Tính mà đàn anh mà giúp đỡ đàn em là em khoái rồi đó. Tại em được nhiều người giúp đỡ lắm. Sẵn đây em giới thiệu một người luôn. Anh Dương Văn Long là cũng là đàn em của anh. Hiện tại đang làm một khu du lịch sinh thái mà đang thiếu tiền quá. Như chị Liên có nói là anh hay giúp đỡ thì anh thấy sao? Anh ơi, giúp đỡ là về nghề nghiệp thôi anh ơi. Thôi rồi, bỏ qua. Rồi, anh Long ơi, thôi mình khỏi làm nữa. Thí sinh nóng lắm Giang ơi, em nói nhiều quá, thí sinh ở trong nóng lắm. Và bây giờ, vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu, xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, ở vòng chơi đầu tiên chúng ta đi tìm giọng ca không giống nam ca sĩ Mạnh Đình. Âm nhạc xin mời. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm. Mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em. Những khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi. Lòng tự hỏi lòng, cuộc đời đơn côi có buồn không? Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn kết thúc. Anh Quốc Đại hiện tại đã ôm trán bóp phần thái dương. Anh chọn giọng ca nào hát không giống anh Mạnh Đình? Anh thấy số 1 là hát không giống. Anh Dương Văn Long, anh chọn thí sinh trong ô cửa nào hát không giống anh Mạnh Đình? Anh thấy ô số 4 lúc đầu cái âm thanh nó hơi bị hụt, với lại
cái giọng nó không giống lắm, không có giống nhất trong 6 người. Chị Châu sao? Lúc đầu thì Châu cũng giống như người hơi hoang mang một chút, là tại vì cái bài hát này nó quen thuộc quá. Đúng. Rồi nhiều người hát giống anh Mạnh Đình quá, đâm ra là không có biết là ai luôn á. Phải có một người khác biệt nhất. Thế cho nghĩ là số 3. Liên sao? Thật sự là Liên cũng có ý là số 1 giống anh Đại, và số 3 giữa hai cái số này thì nó hơi không giống. Thì thôi Liên chọn số 3 luôn. Nữ ca sĩ Thánh Theo My thì My thấy hình như là 1, 2, 3, 4, 5 hình như không ai hát giống hết. Vậy là ý My là anh Mạnh Đình số 6 chứ gì? Không thì nghe đó, thì My nghe cái người đứng ô số 6 á thì giống. Nhưng mà My nghĩ là ở đây chắc có một cái chiêu nào đó. Ở trong chương trình của chúng tôi là âm thanh ánh sáng đều rất là rõ rệt. Thì đúng rồi. Ý, anh Giang, chương trình không phải là anh Giang. Lúc đại thì nghĩ là anh Mạnh Đình ở số 4 đó. Đó, tôi cũng nghĩ vậy. Liên cũng nói là số 4 ở đây là giống nhất. Ở đây là thật sự là không phải là tìm anh Mạnh Đình ở đâu. Đúng. Mà là tìm cái người hát không giống anh Mạnh Đình nói. Cho nên là chắc My chọn số 1 quá. Số 1 là không giống. Cũng giống Quốc Đại đi. Rồi anh Toàn, anh chọn số mấy? Hát không giống anh Mạnh Đình. Toàn cũng sẽ là chọn số 1. Không giống. Không giống mà ông, không vì, giống. Bởi vì ca sĩ chuyên nghiệp với nhạc của họ mà. Họ vô làm sao trật dịp được. Rồi bây giờ hỏi quan tòa luôn, anh Mạnh Đình đang ở đâu? Toàn đoán là anh Mạnh Đình đang ở khu ô số 4. Như vậy là tất cả mọi người đều nghĩ là anh Mạnh Đình ở ô số 4. Chỉ có duy nhất anh Vân Quang Long lại chọn ô số 4 là hát không giống anh Mạnh Đình. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem thí sinh nào sẽ dừng lại. Có phải anh Mạnh Đình hay không? Hoặc nếu như Mạnh Đình không dừng lại thì anh Mạnh Đình ở ô số mấy? Và lượt bình chọn bắt đầu. Thí sinh ở ô số 1 sẽ mang về bao nhiêu lượt bình chọn? Chúng ta đã biết được lượt bình chọn thí sinh đầu tiên. Bây giờ là thí sinh ở ô cửa số 2. Đã có kết quả. Bây giờ là ô cửa số 3. Và bây giờ là ô cửa số 4, nơi mà các giám khảo khách mời nghĩ rằng là đây là anh Mạnh Đình. Chúng ta cùng chờ xem. Ô cửa số 5 có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho ô cửa cuối cùng, ô cửa thứ 6. Đây là ô cửa mà Hami nghĩ rằng có nhiều nét giống anh Mạnh Đình. Như vậy chúng ta đã biết được thí sinh trong ô cửa nào phải dừng lại. Chúng ta bắt đầu mở ô cửa có lượt bình chọn cao nhất để tìm ra thí sinh phải dừng lại ở vòng thi đấu đầu tiên. Hiện tại thì tất cả thí sinh đều không biết mình có phải là người dừng lại hay không. Bởi vì khán giả thấy, quý vị thấy, nhưng ở trong kia không hiển thị lượt bình chọn. Họ sẽ bất ngờ khi cánh cửa của họ được mở. Như vậy thí sinh phải dừng lại là thí sinh đứng trong ô cửa số 1. Người đầu tiên cũng làm áp lực đúng không? Tại vì lần đầu tiên em tham gia một cái game show, thật sự là áp lực dữ lắm và rất là rung. Từ đầu tới giờ tới đây là rung luôn á hả? Dạ rung, dạ. Chúng ta hãy xem anh Mạnh Đình bước ra từ ô cửa số mấy. Anh Mạnh Đình ơi, cánh cửa sẽ được mở và anh hãy bước ra để cho mọi người biết rằng họ đã sai rồi. Xin mời nam ca sĩ Mạnh Đình. Cái này là đoán chơi thôi mà làm gì mừng dữ vậy. Lát nữa vòng cuối đoán thiệt đi, tất cả sẽ đoán sai hết. Anh, bây giờ đã có một người phải dừng lại, mình qua mình giao lưu với em. Em qua đây em. Gặp anh Mạnh Đình hả? Trời ơi, dễ gì gặp. Ở vòng đầu tiên không may mắn lắm thì mình phải dừng lại, nhưng mà không sao. Dạ. Tại vì lát mà mình còn gặp nhau ở cuối chương trình nữa. Dạ. Bây giờ mời giới thiệu mình đến từ đâu và tên là gì, công việc. Em là nam ca sĩ Ân Thiên Vĩ. À trời ơi, nghe cái giọng là biết là ca sĩ rồi. Vĩ đi hát lâu chưa? Dạ em hát được 4 năm rồi. Mình có hay nghe nhạc anh Đình nhiều không? Dạ anh Mạnh Đình thì em nghe rất là lâu rồi,
thật sự là em hát rất là giống, nhưng mà do hôm nay em bị áp lực. Lần đầu tiên gặp anh Đình đúng không? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên em gặp anh Đình ở tại một cái sân khấu đây. Và có thể đây là một sân khấu mà lưu lại nhiều kỷ niệm và đáng nhớ nhất. Tại vì lần đầu tiên gặp ảnh và cũng là người xuất hiện đầu tiên để cho ảnh ngắm cái dung nhan của em, cho nên anh sẽ nhớ em nha anh. Tại người rớt đầu tiên. Dạ. Hay. Hay à, người rớt đầu tiên gây ấn tượng lắm anh, dễ gây ấn tượng. Dạ. Người rớt đầu tiên là gây ấn tượng, chứ anh là ảnh ấn tượng hàng chân mày thôi. À Vĩ ơi Vĩ, thật sự mà chị rất là bất ngờ khi mà chị chọn ô số 1. Thật sự là em hát thì không có thể nào mà giống anh Quỳnh, anh Đình được. Dạ. Và em hỏi thật công tâm anh Đình nha, anh thấy có phải là số 6 là có cái chất giọng giống anh nhất không ạ? Đừng trả lời, họ đang tìm một cách để lát họ kiếm anh ở đâu đó. Không, cái này là em hỏi công tâm, tại vì em đã chọn ngay một đứa em của em thật sự. Bây giờ hỏi nè, tức là My và Vĩ là biết nhau đâu? Dạ. Dạ biết. Bao nhiêu năm? Dạ 4 năm. Biết em nó 4 năm mà hát không nhận ra. Không phải đâu Giang ơi, hôm nay cái này là mình cái gì, quen luôn hả? Quen luôn hả? Quen. Thật sự quen biết hết từ đó. Ngày bắt đầu là Vĩ bắt đầu đi học hát luôn cơ. Dạ, anh Đại là người biết em đầu tiên nhất luôn. Vậy á, là một á là họ sống không được, hai là em sống không được, vậy thôi. Không phải, cái này là mình lo mình tập trung tìm cái người là không giống nhất. Ủa? Đúng rồi, đúng nên, rồi. Nên mình đâu có tìm một người nào mà hát giống Ân Thiên Vĩ đâu. Tại lúc mà Ân Thiên Vĩ bước ra là chị cũng rất là ngạc nhiên, chị nói ô, Vĩ kìa. Những người anh em của tôi, cho dù hát không giống có biến thành tro bụi tôi vẫn nhận ra. Anh Long sao ngồi im vậy? Đâu đã được ngồi anh Long, cái ghế này là phải công tâm. Anh Long là người chọn anh hát không giống anh. Em nói thật lòng là em nghĩ sai, là em nghĩ là chọn kiếm anh đâu à. Em nói lộn là em nói là anh đứng ở ô số 4. Không rõ ràng luôn. Lộn. Rõ ràng là tôi nói hai lần mà anh vẫn lộn, tôi không hiểu ca sĩ bây giờ nghĩ cái gì nữa. Tao bây giờ nói chơi vui thôi anh em, mình nói chơi vui thôi. Nhưng mà thực sự ra là anh Dung Long, anh không thích anh. Anh biết sao không? Không cho mượn tiền làm khu du lịch đó. À bây giờ Vĩ nè, mình tới đây rồi, gặp anh Đình là vui rồi, gặp mấy anh chị em mà biết mình mà không biết giọng mình là cũng vui rồi. Bây giờ mình hát một bài thể hiện cho người ta biết. Hôm nay mình áp lực ở khúc này thôi, còn bây giờ hết áp lực rồi. Dạ, xin phép anh Mạnh Đình cùng các anh chị cùng tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây, cho em xin gửi đến ca khúc Người Tình Không Đến. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì con ngài tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyến. Và tôi bước băng khoăng vì chùa cây lẫn thẹn thùng. Trong thì áp lực chứ ngoài có áp lực gì đâu đúng không? Rồi tạm biệt, gặp nhau ở cuối chương trình. Vâng, thi đấu đầu tiên đã kết thúc, một thí sinh đã phải dừng lại. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ tắt bớt một ô cửa, còn lại 4 thí sinh và ca sĩ Mạnh Đình tiếp tục bước vào bên trong và vị trí không ai biết. Kính thưa anh Mạnh Đình thân mến, ở vòng thi đấu đầu tiên thì anh Phan Quang Long đã chọn anh là người hát không giống ca sĩ Mạnh Đình. Nhưng thôi,
mình làm anh. Tha thứ được thì tha thứ, bỏ qua, đây chỉ là một trò chơi thôi. Chứ em biết chắc vòng 2 ổng cũng sai nữa. Thì lúc đó mình lại bỏ tiếp. Tại vì hồi nãy Ngọc Ly nói là anh là một người giúp đỡ đàn em tha thứ, cho nên là nếu anh muốn anh đoán đúng thì mình cho mượn tiền luôn. Đoán sai nào mà anh Mạnh Đình cho mượn tiền mới thôi. Bây giờ là vòng thi đấu thứ hai, chúng ta tiếp tục đi tìm thí sinh hát không giống nam ca sĩ Mạnh Đình. Ca khúc được mang tên Cây đàn bỏ quên. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên quên cây đàn. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó mà em đâu rồi. Mình hát cái bài này đầu tiên là năm bao nhiêu anh? 1997. 97. 98. Gọi đó. Anh hát từ năm 1983. Nói chung là hát trước lúc đó nữa, nhưng mà đến năm 83 là lần đầu tiên mình cầm cái đồng tiền bằng cái tiếng hát của mình. Sang bên Mỹ thì mình không có cái điều kiện để mình hát nữa. Thì anh có nói với lại mẹ anh rằng là mẹ có muốn ở thì ở, con chắc con đi về. Nhưng mà đến lúc mẹ anh thì nói là bây giờ có cái cuộc thi của ông Duy Khánh thì tại sao con không thi? Mẹ sẽ cho con 20 đô la để con đóng tiền để con thi trong cái cuộc thi đó, trong buổi thi đó. Thì anh mới nói rằng là thôi, ở Việt Nam thì con đã là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, thì bây giờ ai chấp nhận cho con đứng lên sân khấu để đi thi cùng với lại các em? Thì mẹ anh có nói một câu là sang bên đây rồi ai biết con là ai, con cứ việc đi thi. Khi mà bắt đầu cái ngày đầu đi thi thì thật sự ra là anh lãnh được một cái kết quả rất là tốt. Là vì tất cả những nhạc sĩ lớn của ngày xưa, tất cả những anh chị lớn đều nói là hôm nay tôi mới cảm thấy rằng là tại sao trên đất Mỹ lại có một giọng hát về dân ca, về quê hương lại nghe hay như vậy. Đấy, thì bây giờ ngay cái đêm hôm nay thì là tôi sẽ chọn Mạnh Đình là đứng nhất. Ngày xưa mẹ cho có 20 đô la để tiếp thêm cái ước mơ của con, mà bây giờ em lỗi quá. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng cho vòng thi đấu thứ hai, ca khúc Cây đàn bỏ quên. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó mà em đâu rồi. Bóng hoa trên phiến tươi cười tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về xây đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tang khi bông hoa úa tàn tình tang lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình ta. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết
yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Một lần nữa xin nhấn mạnh, chúng ta hãy đi tìm giọng ca không giống nam ca sĩ Mạnh Đình nhất. Thời gian chọn đã kết thúc. Anh Dương Quang Long, anh chọn ô nào hát không giống anh Mạnh Đình? Anh chọn lần này anh chọn ô số 3. Thì cháu chọn số mấy? Châu thì Châu chọn số 1. Mà hình như là cái bạn số 1 này hồi nãy đứng số 3. Mà Châu đã chọn số 3 một lần rồi đó. Hình như giọng rất là giống. Nhưng mà Châu chọn số 1. Phước Đại chọn số mấy? Phước Đại thì nghĩ là 1, 2, 3, 4 là không phải rồi đó. Nhưng mà Phước Đại vẫn chọn số 1. Cái ô số 1 hình như bị phong thủy hay gì à. Ngọc Liên chọn số mấy? Hỏi phong thủy đi. Ngọc Liên cũng chọn số 1. Trời ơi rồi. Em đi xa quá. Đây nè, người phụ nữ muốn chọn khác người ta nè. Số 5 hát không giống à? Anh Toàn chọn số mấy? Số 1 là Toàn không, Toàn chọn là không giống anh Mạnh Đình. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi là chương trình kết nối. Nhưng riêng ngày hôm nay là một chương trình giải tỏa. Họ đến để giải tỏa niềm bức xúc. Bởi vì lâu rồi họ cũng không thích anh Mạnh Đình. Chúng ta hãy cùng chờ xem thí sinh nào bước ra từ ô cửa nào và anh Mạnh Đình bước ra với khuôn mặt như thế nào. Nửa bài hát còn lại xin mời. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tang khi bông hoa úa tàn tình tang. Lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình tang. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ xeo nỗi oan trên đường lên biên phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ gieo nỗi oan trên đường lên biên phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Vòng này thì mọi người đa số là chọn số 1, số 3. Chỉ có riêng Hà My là chọn số 5. Có thể hai trường hợp xảy ra là biết anh rồi nhưng mà chọn cho bỏ ghét. Cái này là nói nghiêm túc và nói bằng cái tâm, chứ không phải là để nói gỡ lại cái lời nói mà My đã chọn anh Đình. Không có tâm đó. Không phải, My đã biết anh Đình hát là đứng trong ô số 5 thật sự, cái giọng. Nhưng mà My cố tình, My cũng nói là không phải là số 5. Đó là thật sự đúng không Hoàng Châu? Không, Hoàng Châu cười có nói gì đâu. Tất cả mọi người đều chọn là không giống là ô số 1 đó. Trong đó mình Hà My nói là giống. My nói lộn, xin lỗi. Quý vị thấy chưa, nãy giờ em không có nói gì đâu. Có, nãy giờ cứ hỏi tôi ta nói hoài khi à. Khi mình nói một sự thật thì rất thoải mái. Nhưng mà khi mình nói một điều không thật là tâm lý nó lung lay liền. Chuyện này tôi sẽ bàn với một người anh của tôi. Bây giờ tất cả mọi người đã xuất hiện. Chúng ta sẽ tìm ra
bao nhiêu lượt bình chọn cho thí sinh trong mỗi ô cửa. Ô số 1, và cũng nhờ sự yêu thương của họ mà bạn mang về 25 lượt bình chọn. Cũng nhờ sự yêu thương của Hà My mà anh Mạnh Đình mang về 8 lượt bình chọn. Và bây giờ là lượt bình chọn tiếp theo dành cho thí sinh ở ô cửa số 2. Bạn mang về 23 lượt bình chọn. Và bây giờ là lượt bình chọn dành cho vị trí thứ tư. Các vị giám khảo khách mời, không ai chọn bài hát không nhóm Mạnh Đình nhất, nhưng có người nhà của anh Vân Quang Long chọn bài. Chính vì vậy bạn mang về một số lượt bình chọn rất cao, 18 lượt bình chọn. Bạn ở ô số 3, xin hỏi hồi nãy ai bình chọn cho ô số 3 trong các vị bạn khách mời? Là anh Vân Quang Long. Đã nhờ sự yêu thương của anh Vân Quang Long, bạn mang về 26 lượt bình chọn. Bạn chỉ vì một phiếu của anh Vân Quang Long mà phải dừng lại ở vòng này. Công việc hiện tại là gì, hỏi trước cái? Em là ca sĩ tự do. Rồi, ca sĩ tự do rồi mình tự sống, mình tự làm hay là có phải nuôi mẹ, gia đình gì không? Dạ có nuôi hai đứa em. Trước khi chúng ta tiếp tục với câu chuyện đau buồn ở đây và những nụ cười trên kia, thì chúng ta cảm ơn các bạn thí sinh còn lại. Mời các bạn vào bên trong chuẩn bị. Mời anh Đình tiến lại đây. Em hãy giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp, cái điều em đang gánh chịu là gì? Dạ em trước tiên em xin chào anh Bình Đình, anh Trường Giang và các giám khảo khách mời. Em tên là Phước Lộc, hiện em là ca sĩ tự do. Phước Lộc hôm nay Lộc như tuổi Lộc? Dạ, em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi, hai đứa em nhỏ hay lớn? Dạ đang đi học. Học cấp mấy? Dạ một đứa học cao đẳng, đứa học đại học. Tốn tiền dữ lắm anh. Rồi bây giờ không có tiền lo cho các em. Mà anh Long ảnh nở điều đó thì anh Long ảnh làm điều đó ba, thì ba anh em về làm du lịch với anh đi. Bây giờ anh Long thì coi như là anh có lỗi rồi. Thôi bây giờ vậy, anh là lớn nhất ở đây, anh lo cho em nó được không? Bây giờ người ta ái mộ, người ta đến đây vì anh mà. Thôi anh em tự giải quyết nha, em đi về lát nữa có gì gọi điện thoại cho em. Rồi bây giờ Lộc gặp anh Đình nè, có muốn nói gì với anh Đình không? Em cũng thần tượng anh từ lúc nhỏ, gia đình em cũng thần tượng anh rất nhiều. Hôm nay gia đình mình có đi không? Gia đình em ở dưới xa không? Gia đình ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi, ở miền Trung vô đó. Hai đứa em phải lặn lội vô đi học đó. Thôi đừng nói nữa, khóc bây giờ. Thôi bây giờ Vân Quang Long mở du lịch xong thì ký độc quyền với em hát hàng đêm, thì em cũng đủ gỡ lại cái phiếu của Vân Quang Long đêm hôm nay rồi. Thôi bỏ đi, đừng có chúng với đó làm gì mũi. Anh Đình hãy cho một lời nhận xét về cái giọng hát của em đó. Cái giọng của tiếng hát của em rất là chắc á, nhưng mà em bây giờ phải luyện thêm, tại vì cái gì nó cũng phải có cái thời gian đúng không? Thì em luyện thêm nữa thì anh nghĩ chắc là giọng em sẽ sau này thì rất là khá. Nhưng mà hồi nãy em nghe cái câu mà trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con, rơi nước mắt, mà anh Long ngồi dưới vẫn cười. Người ta cười nhưng mà nó chết trong lòng, em hiểu không? Cảm ơn em rất là nhiều, mình gặp nhau ở cuối chương trình. Bye em. Hai vòng chơi rất là vui, rất là gần gũi với nhau. Và cũng mong là quý vị khán giả cũng cảm nhận được cái tình cảm mà anh em cũng như các thí sinh cũng như quý vị khán giả ở đây mang đến cho quý vị. Ngày hôm nay anh Mạnh Đình đã xuất hiện, rất là dễ thương, rất là hiền hậu. Và dĩ nhiên sẽ có một món quà dành cho tất cả quý vị khán giả xem truyền hình. Đó là màn song ca giữa ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Hà My. Anh sẽ vì em làm thơ tình ấy, anh sẽ gom mây
kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, trong đèn hoàng hậu về cáo sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình anh, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà. Với Hà My lâu chưa anh? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Anh em cũng gặp nhau rất là lâu rồi. Yeah. Mà hôm nay anh mới thấy lại My, Hà My. Mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm gặp. 2005 anh. À. Yeah. Rồi ơi. Mười mấy năm rồi đó. Xa quá hả? Lâu quá. Lâu lắm. Xa xôi cách trời phương trời thì có gặp nhau. Rồi sao kêu tôi đứng đây làm gì đây? Mình giao lưu, mình nói chuyện vài câu á. Chưa ra xuống nữa hả? Thì ngày hôm nay là mình đến thăm chương trình thì mình thấy tóc mới rất là đẹp. Thôi cho xuống đi Giang ơi. Ờ thôi mời xuống. Thôi xuống đi ha. Thì bây giờ là vòng thứ 3. Ở vòng này chúng tôi hy vọng các anh chị mình phải công bằng để tìm ra giọng hát không giống anh Mạnh Đình. Chứ đừng có nghĩ là anh Bình ở số 1, tôi chỗ số 1. Đừng có như vậy nữa, mình lớn hết rồi. Rồi mình phải nghe cho kỹ, mình đừng chọn sai để chi. Chỉ vì một phiếu bầu của mình mà người ta phải thốt lên là trời cao có thấu cuối xin người thức xót cho đời con. Và sau đây là bài hát được chọn cho vòng thi đấu thứ 3. Bài hát rất dễ thương được mang tên Cô Bé Ngày Xưa. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già, xa ngang một con đò bồng bềnh con nước đưa, sương trắng phủ xa mờ vài cánh nghen lửa thưa. Đây là một bài hát rất dễ thương, ai cũng biết. Bài này anh hát cho cô nào? Ghê quá ha, hỏi xong cái mặt. Không hỏi thiệt mà, cô bé ngày xưa là cô nào? Em đẻo lắm. Kính thưa quý vị thân mến, là có nhiều người nói như vậy, ê thằng này lùng lùng dễ thương, ê thằng này nó có miệng tê lia. Lần đầu tiên có người nói em đẻo lắm. Cái tự đẻo ở Việt Nam mình á là người ta dùng cho mấy người đẹp trai, ví dụ như là anh Vân Quang Long. Chứ còn cái tự đẻo người ta không dùng cho mấy người lùng lùng mà dễ thương. Anh Định ơi, dạ. Anh phản pháo vậy là tụi em thích lắm. Đúng rồi phải không em? Đúng rồi phải không? Không, mẹ hỏi thiệt, cô bé ngày xưa là cô nào? Cô bé ngày xưa là cô bé trong ngày xưa, trong cái bài hát. Trong bài hát là của nhạc sĩ sáng tác chứ không phải là anh đúng không? À, không. Anh có cô bé ngày xưa không?
Anh cũng có cô bé ngày xưa nhưng mà xưa lâu, xưa lắm rồi. Trời mà phổ thông á. Phổ thông. Cô đó giờ ở đâu? À, bây giờ đi lấy chồng rồi. Đi lấy chồng hả? Ủa sao anh biết hay vậy? Tôi phải biết chứ. Rồi giờ chồng cô ở đâu? Lại một câu đẹp. Anh cái bài này mình hát lâu chưa anh? Anh hát bài này cũng là trong cuốn số 6, hình như số 6 của anh. 2008. No no, 1998, 97, 98. À 1998, tại vì 94 là cái đầu tiên, năm 98. Hồi đó bán nhiều đĩa anh? À, cái đó phải của anh ạ, cái đó của trung tâm ạ. Ồ, anh biết trước em tính nói gì luôn hả? Ờ, đừng có bầm, đừng có mơ. Bắt đầu hòa nhập rồi. Phải cẩn thận lại. Okay. À, bây giờ anh sẵn sàng chưa? Ok. Dạ, mời anh vào bên trong. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già. Sang ngang một con đò, bồng bềnh con nước đưa. Sương trắng phủ xa mờ, vài cánh én lưa thưa. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua. Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa trà. Như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra. Cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thưa lá. Giờ xinh quá là xinh. Mẹ xưa vội hoa ưa dỗi khóc thương hai đứa một tâm hồn. Thích vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi. Thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Thời gian dành cho bình chọn, xin mời. Thời gian mình chọn kết thúc rồi, thưa quý vị ơi. Nữ ca sĩ Hà My đã chọn thí sinh nào hát không giống nam ca sĩ Mạnh Đình. Chọn số 3. Hoàn toàn chọn số 2 hát không giống Mạnh Đình. Hoàn chọn ô số 3 là hát không có giống anh Mạnh Đình. À, trùng khớp với lại Hà My. Liên có chọn số 3 không? À, Ngọc Liên thì chọn số 2. Chị Châu chọn số mấy? Châu cũng chọn số 2 luôn. Anh Đại chọn số mấy? Số 2. Ba số 2 là số không 2. Giống à. Anh Long, anh nghĩ anh Mạnh Đình đang ở đâu? Không hỏi là không giống nha. Anh nghĩ là anh Mạnh Đình đang ở đâu? Anh nghĩ anh Mạnh Đình ở ô số 4. Chị Hà My, người vừa hát xong ca, chị nghĩ rằng anh Mạnh Đình đang ở ô cửa số mấy? Cái gì mà kiếm tôi hoài vậy trời? Hỏi cho vui mà, mình chơi game là để vui. Hồi nãy chị mới nói. Ờ, My đoán anh Đình ở số 2. Đại nghĩ là anh Đình ở số mấy? Dạ, hỏi luôn hết luôn nè. Hai người vừa trả lời không cần giơ ngón tay. Những người còn lại giơ ngón tay, anh Đình đang ở ô số mấy? Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy nghe nửa bài hát còn lại. Ở vòng này cay đắng sẽ xảy ra. Tại vòng này sai hết rồi. Nửa ca khúc còn lại của bài hát Đôi Ngã Chia Ly. Đó là bài hát dành cho những người này. Chứ thực ra nửa bài còn lại là Cô Bé Ngày Xưa. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già. Sang ngang một con đò, bồng bềnh con nước đưa. Sương trắng phủ xa mờ, ngoài cánh em lưa thưa. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua. Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa trà. Như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra. Cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở sớm nhà. Cô bé ở gần nhà, ngăn cách khu vườn thưa lá. Giờ xinh quá là xinh. Bé xưa, vội hoa ưa dỗi khóc. Thương hai đứa một tâm hồn.
thích vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi. Thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi. Thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi. Thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta một lần nữa cảm ơn sự xuất hiện của anh Mạnh Đình. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã ưu ái dành cho chương trình những tình cảm nồng nhiệt. Một lần nữa xin cảm ơn sự xuất hiện của các thí sinh. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn sự xuất hiện của các giám khảo khách mời trừ Hà My và Vân Quang Long. Nếu không sao, sao mà Giang có cái để Giang nói được. Anh cố tình, anh với My cố tình chứ bộ. Đó. Ây à, cái này không phải đâu, dòng này là nói thiệt chứ không phải cố tình nó đừng. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Họ tự giật mặt nhau. Dòng này là nói là đón cái số 3 không phải là Bình Định đúng không? Nhưng mà thật sự là nghĩ là anh Bình Định ở số 2 thiệt. Mới xong ca luôn đó quý vị. Con đường xem đi luôn đó. Con đường xem đi vào vết xe đổ của Vân Quang Long. Tại vì cái câu hỏi anh Đình đang ở đâu đó là không có tính vô, đúng không? Thôi đừng nói gì nữa. Về khu du lịch sinh thái với ông Long đi. Ở vòng này, chúng ta phải đi tìm một người có lượt bình chọn cao nhất và người đó phải dừng lại. Và bây giờ là lượt bình chọn. Cơ hội này mất đi thì sẽ có cơ hội khác to lớn hơn. Bạn mang về được rất ít lượt bình chọn. 29 chứ mấy. Quá cao. 29 được bình chọn. Có phải là ca sĩ không? Đi hát rồi đúng không? Dạ em là ca sĩ tự do. Nghe giọng hát là biết ca sĩ tự do. Nên hát rất tự do. Mang về 23 lượt bình chọn. Anh có những khán giả yêu thương giọng hát của anh. Tới bây giờ anh hát từ khi em mới đẻ luôn, mà tới bây giờ giọng hát của anh đi vào lòng người và khán giả vẫn yêu mến anh là điều hãnh diện. Anh chỉ có một cái không hãnh diện thôi, là anh có hai người em không biết anh ở đâu thôi. Anh mang về 18 lượt bình chọn. Vị trí thứ ba, mang về 30 lượt bình chọn. Bạn ca sĩ chuyên nghiệp chưa? Dạ em là ca sĩ tại nhà hát quân đội khu vực Việt Nam. À, ca sĩ nhà hát quân đội rồi mình hát mình có lo cho gia đình không? Hay là mình hát mình tự lo bản thân mình thôi? Dạ hiện tại thì em đang độc thân và vẫn chưa phải lo cho gia đình. Ừ, vậy thì thôi không sao đâu. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần tự giới thiệu của bạn, xin mời bạn. Dạ em là Nguyễn Thành Long, em sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Mình công tác ở nhà hát được lâu chưa Long? Dạ em mới vào được 8 tháng ạ. Mình hát chủ yếu thể loại nhạc gì? Dạ em hát nhạc trữ tình bolero. Rồi thôi bây giờ vậy, bây giờ nói chứ anh Đình, Long hát cũng hay chứ mà Long hay, mà tại vì bài này hát không giống anh thôi. Thôi giờ Long hát bài với chương trình chia tay với anh Đình. Đây mời anh Đình sang đây, hai anh em ôm nhau cái gọi là tình thương mến thương. À, mình sẽ gặp nhau ở cuối chương trình, xin mời em. Kính thưa quý vị thân mến, sau 3 vòng chơi, bây giờ chúng ta còn lại 2 thí sinh. Trước khi vào vòng thứ 4 thì chúng ta sẽ giải lao bằng cách lắng nghe 2 tiếng hát cuối cùng này để xem họ hát như thế nào và họ đến từ đâu. Bây giờ mình giới thiệu trước đi. Kính thưa quý vị khán giả, là em tên là Lưu Quang Bình, em là ca sĩ tự do ạ. Rồi có nghe nhạc của anh Đình nhiều không? Dạ nhiều ạ. Hát hay nhất bài của anh Đình là bài gì? Tôi vẫn có đơn hả? Dạ không, hai mùa đôi em ạ. Thực ra mình đi hát á, có nhiều người ta chưa biết mình. Đó phải là mình hát không hay, nhưng mà tại vì cái duyên nó chưa đến, cái thời cơ nó chưa đến, cái cơ hội nó chưa có,
Bây giờ là một trong những cơ hội, không biết là lớn hay nhỏ dành cho Bình, nhưng mà mình nắm được cái nào thì mình nắm. Ngay sau đây là mình sẽ trình diễn một bài mà hát sao mà người ta phải mê mình. Giờ hát bài gì tặng quý vị nè? Dạ, em xin tặng cho tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Châu, ca khúc được mang tên Người Thương Kẻ Nhớ. Em đi rồi ngậm ngùi tôi ở lại, đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai. Người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vần thơ. Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại, chăn trở hoài những kỷ niệm ngày xưa. Ngày tôi em gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng trôi mau. Em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Em vô tư hay là em còn nhớ những con đường tịnh từ ngày qua? Em đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người dựng lại chung hướng đời? Tình mình đành chi phối, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi. Làm sao ngăn được bước người dừng lại chung hướng đời? Tình mình đành chi phối, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ. Bài Người Thương Kẻ Nhớ này hát nhiều lần rồi? Dạ em hát nhiều rồi anh. Hàng chi nhuần nhuyễn quá trời luôn. Cảm ơn Bình rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đến với lại thí sinh thứ hai. Mời bạn giới thiệu. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào tất cả các anh chị ca sĩ. Em tên là Đăng Nguyên. Hiện tại em đang là diễn viên ca sĩ tự do. Đi hát lâu chưa? Nếu mà nói đi hát thì mới có khoảng một năm mấy này thôi. Chủ yếu hồi xưa là đi diễn đi đúng diễn không? Dạ đúng. Anh Giang có gặp em biết mà. Biết dạ. Mà nãy tôi gặp tôi nói người quen mà dạ. Anh Nguyên là diễn viên, rồi sau này mê hát và chuyển qua hát. Ngày hôm nay gặp anh Đình rồi, tâm sự gì tâm sự đi. Chúng tôi dành cho hai bạn 15 phút. Thật sự mà nói thì anh Đình là một thần tượng của Nguyên rất là lâu rồi. Và hôm nay rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình này và được gặp anh Đình ngoài đời như thế này. Có thể cho em được ôm anh Đình một cái được không? Dạ. Rồi bây giờ Nguyên hát bài gì tặng cho anh Đình lần đầu tiên gặp anh Đình á? Dạ, nãy giờ tất cả các bạn ở trong chương trình đều hát bolero hết rồi. Bây giờ Nguyên xin thay đổi không khí tí xíu. Xin gửi tất cả quý vị một bài hát về miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Bài hát được mang tên Miền Tây Quê Tôi. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cuốn đón chào mời nhau bánh tét, Sa Đéc rạng ngời yêu dấu tháp mười Tràm Chim. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang.
sóc trăng đón chờ, nghe lời sao cô nàng bàn bánh ngon mua giùm em bánh bía dung thơm. Từ chối đành sao lời sao chân thật, từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lá lời câu giọng cô. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc viếng bà 23 tháng 4. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng xiềng miệt thứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông qua hòn đất Gò Quao. Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối, Ngọc Hiến sách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Xuân xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Xuân xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Miền Tây quê tôi, cái bài này nghe nhiều người hát mà Nguyên hát cũng có cái lạ riêng của Nguyên ha. Rồi, thoải mái chưa? Có ý kiến gì nữa không? Nói thiệt, có ý kiến gì nữa không? Tôi thấy trong ánh mắt có một cái đường. Dạ không, em thoải mái rồi. Nguyên, thoải mái chưa? Dạ em đang rất là thoải mái ạ. Tập trung chưa? Dạ thần tượng truyền lửa rồi, thoải mái lắm. Truyền lửa rồi. Dạ. Mời bạn vào bên trong chuẩn bị. Dạ. Bây giờ mình nói nhỏ nhau. Theo anh nghĩ hai bạn á, bạn mặc vest xanh lá với bạn mặc vest xanh đậm, ai cơ hội nhiều hơn? Thì cứ để xem. Cứ để xem. Ừ. Vì số sao? Mệnh, số mệnh mà. Định mệnh. Ừ. Quan trọng là Dương Quang Long với Hà My có bấm người ta chọn nữa không nè. Vì vòng này là một lượt hoàn toàn ngược lại. Chúng ta chỉ còn ba ô cửa, tất cả sẽ vào trong đó, vị trí không ai biết. Và vòng này chúng ta đi tìm ca sĩ Mạnh Đình. Trong trường hợp một trong hai thí sinh còn lại lượt bình chọn nhiều hơn là anh, thì số lượt bình chọn của cái người cao nhất sẽ nhân với hai ra giá trị tiền thưởng. Còn nếu như họ thấp hơn thì cái người cao nhì á, là thua anh đó, là nhân với một và tấm vé và bán kết. Bây giờ là một bài hát anh ơi. Cái bài hát này là gọi là cũng dạng là thương hiệu đó. Bài này mà đoán không được anh Đình nữa thì thôi thiệt. Thiệt bài này em nhắm mắt em nghe cái là biết anh ở đâu luôn. Bài này anh hát năm anh nhiêu tuổi anh? Khoảng đầu năm 1994-95 thì đây là cuốn số 2 của anh. Cái thời của anh đó là mình thu là có nhạc beat chưa, nhạc sẵn chưa hay là mình thu với Nguyên ban nhạc? Không, mình xong rồi em, lúc đó cái thời đó có rồi, có đầy đủ rồi. Nhưng mà là bà thu bằng hai cái tape. Yeah. Giống như cái video đó nhưng mà lại là hai cái. Cái mở nhạc, cái thu. Dạ đúng rồi. Cái đoạn nào hư thì bắt đầu chở cái đĩa lại. Yeah. Chở cái băng lại. À, cũng cực anh ha. Cũng cực lắm. Bây giờ thì tới có đem nhạc chưa? Đâu cần đem, bấm lên mạng đi, phạp ra. Rồi xong rồi vô thu đi, đang khan tiếng không sao mày thu, tao sửa được hết. Nhiều khi anh Long vẫn khan tiếng lên hát được luôn. Bị người ta sửa trong máy con chuột chết ba con là được hết. Chạy chạy nhanh hả? Ok. Mời anh vào bên trong. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi giao ấy là ngỡ. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16
như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18, chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy trông. Chiều nay có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Thời gian bình chọn dành cho những sự hoang mang bắt đầu. Thời gian bình chọn kết thúc. Xin hỏi anh Quốc Đại, anh Mạnh Đình đang ở đâu? Quốc Đại thì phân vân giữa cửa, mới đầu thì phân vân giữa cửa số 1 và cửa số 3. Ngay lần 2 thì khẳng định luôn là cửa số 1. Chị Châu, chị chọn ô cửa số mấy là anh Mạnh Đình? Châu cũng đồng tình với Quốc Đại luôn, cửa số 1. Chị Ngọc Liên, chị chọn số mấy? Liên cũng đồng tình chọn cửa số 1. Anh Toàn chọn số mấy? Cái luyến lấy của anh Đình thì không có qua khỏi tay của Toàn đâu. Trời ơi, ghê không? Chọn số mấy nè? Số 1 á. Chị My chọn số mấy? Số mấy chọn đi? Số 1. Vũ Văn Long? Số 2 là không phải anh Mạnh Đình. Rồi, anh chọn số 1. Tức là mọi người nghĩ Mạnh Đình số 1 đúng không? Không, thật sự thì cái giọng của anh Mạnh Đình thì nếu như mọi người nghe kỹ, phát âm của anh rất là rõ chữ. Khi mà mình nghe cái âm thanh phát ra từ anh Mạnh Đình thì nó sẽ rất là khác. Cái chữ nó rất là gọn ghẽ và rất là rõ luôn. Chúng ta sẽ được biết ai bước ra từ ô cửa nào. Xin mời Trúc Đào nửa phần còn lại. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18, chợt nghe lạnh. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy trong. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Tất cả các vị giám khảo khách mời đều đã chọn chính xác. Tuy nhiên, ở đây còn rất là nhiều giám khảo trường quay. Hồi nãy có hỏi nhỏ bên đây, người thì chọn số 2, người thì chọn số 3, có người lại chọn số 1. Điều đó có khả năng chưa chắc khách mời chọn chính xác, thì lượt bình chọn sẽ chính xác như khách mời mong muốn. Và bây giờ sẽ là lượt bình chọn dành cho 3 giọng hát. 7-3 lượt bình chọn dành cho nam ca sĩ Mạnh Đình. Nếu được 16 triệu đồng sẽ làm gì? Tặng cho anh Phương Quang Long. Chính ra một phần để mua quà cho mẹ. Và còn lại thì thâu những bài hát nào mình thích để gửi tặng quý vị khán giả. Nếu như chiến thắng, mang về tấm vé vào bán kết thì bạn làm gì? Dạ, nếu em chiến thắng mà mang về tấm vé vào bán kết thì em về em sẽ nghe nhạc của anh Mạnh Đình nhiều hơn nữa. Và phải rèn luyện và tập cho hát thật giống Mạnh Đình hơn nữa. Đúng, 16 triệu đồng nó không quá lớn lao,
tấm vé bán kết không quá đặc biệt, nhưng đó là sự khích lệ, động viên làm cho mình sung lên, máu lên, làm việc tốt hơn. 16 lượt bình chọn đã thuộc về Bình. Bây giờ là thấy sao, cảm xúc sao? Cảm xúc của em mình rất là vui và rất là hạnh phúc. Và khi tham gia chương trình này thì em không có nghĩ là mình đã biết tới cái vòng hôm nay. Và do là may mắn là được tới hôm nay, là em xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả truyền quay đã bình chọn cho Lưu Công Bình ạ. Xin cảm ơn mình rất nhiều. Xin chào quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là top ca nam thí sinh và nam ca sĩ Mạnh Đình. Bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm, mơ ước con đường xưa như những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình xóa. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình Ca sĩ Gió Mặt số của nam ca sĩ Mạnh Đình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình của chúng tôi rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.